nước suối ngắm trăng, hề mài gươm cho bén, giết giặc ngoại thù, hề chém giặc đầu đấy. Chỉ một đi hề không hẹn ngày tái ngộ, bình định thế nhi hề dục chí làm trai. Mài gươm dưới trăng nhớ thù giặc dữ, làm trai sao đành bỏ côi ngồi yên. Mài gươm đá mòn chẳng bọn chi cả, lòng son sắc thề xưng danh hùng mạnh. Trăng có sầu vì nước non đang khổ đau, hay trăng mỉm cười vì ước mơ người anh hùng. Nở non sông tan bồng hồ thì tình quê hương ngàn năm thiết tha, thà hờ bọc tay còn hơn cúi đầu. Kìa, Bạch Tuyết Lan. Non nước trăng thanh cảnh vật thật hữu tình, hồn xuân nữ chợt thức giấc khi nghe tiếng cười của tráng sĩ. Nàng tìm đến đây để làm gì? Để được chứng kiến một tráng sĩ đang hào hùng dưới dần trắng bên dòng suối hát, mài gươm múa kiếm. Thưa tiểu thơ, gươm tôi đã mài xong, cổ tôi đã khàn giọng hát. Như vậy tiểu thơ không còn gì để mà nghe mà xem nữa. Kim Tùng, anh đuổi em đó. Dạ không dám. Nhưng nếu tiểu thơ muốn đi về thì thật lòng tôi chẳng dám lưu chân. Lý Kim Tùng, tại sao lại nói với Bạch Tuyết Lan bằng cái giọng lạnh lùng như dao cắt? Anh quên rằng Bạch Tuyết Lan này ngày xưa đã từng có lời giao kết hôn nhân với Lý Kim Tùng. Dạ xin lỗi, cũng cần nhắc cho tiểu thơ biết là bây giờ tôi có vợ và đã có con. Tôi biết, và biết rất rõ. Vợ anh là Kiều Phiên, và con anh tên gọi là Ý Nhi. Nhưng một trai một gái giữa rừng khuya gặp gỡ, e khó tránh tiếng thị phi. Em cũng biết, khi dư luận thị phi, thiệt thòi luôn về phần người con gái. Nhưng em muốn gặp anh để được nói một lần sau cuối, vì mai đây em đã phải vô quy theo lửa hầu làm cái thất phu nhân. Xin mừng cho Bạch Tuyết Lan được đẹp duyên với nữ an hầu. Kim Tùng, sao anh không nhìn thấy mắt em sưng lên? Lễ người nữ tử vô quy nhật. Kim Tùng, anh thật quá vô tâm, sao không hiểu lòng Bạch Tuyết Lan nặng tình. Dám đâu lội đạo can thường, phụ dông tàu khang tâm mặn. Nhưng trai vẫn có quyền được năm thế bảy thiếp. Bạch Tuyết Lan cao phần thứ thân, ép lòng cùng lữ gia em cũng chỉ là cái thất mà thôi. Xin Bạch Tuyết Lan đừng nói lời trái đạo. Ngoài vợ con tôi,
tôi còn nặng gánh nợ non sông. Giang Sơn ngửa nghiêng, nếu chỉ mất một Lý Kim Tùng nào có đáng gì, như mất một hạt cát trong bãi cát mà thôi. Nhưng tất cả ai cũng nghĩ như Bạch Tuyết Lan thì sẽ mất luôn bãi cát, bùng sình xâm lăng sẽ làm cho hôi thối bến sông Tương. Lý Kim Tùng được yêu, anh đừng tự đắc. Cần nói cho anh biết, vì sao tôi bằng lòng vì làm kế tác cho Lữ An Hầu? Ngoài vàng son địa vị gấm lụa ngọc châu, với quyền lực đó tôi sẽ trả thù anh mang kiếp. Anh hiểu chưa? Vĩnh biệt, chỉ vĩnh biệt tình yêu, nhưng xin tạm biệt hận thù thôi nhé. Non nước khuynh nguy, sao lắm kẻ vì tình riêng nuôi hận. Còn ta nặng tình sông núi, gác mọi ân tình, có phải là ngu dại hay không? Vợ ta sẽ ngày ngày tựa sông thưa, làm chinh phụ mong đợi chinh phu. Và con ta thiếu cha, ôi đau xót quá. Không, không. Cười sao được khi hờn sội trong trí, vui sao được khi máu đẫm gian sát. Lý Kim Tùng hiền đệ. Hiền huynh. Nè, có chuyện gì mà hiền đệ không nói là hẹn ta ra đây hả? Ơn nước nợ trai, hệ lụy vợ con khó tỏ bày, cho nên sau khi vợ con đã ngủ yên, đệ mới lén ra đây mong chờ gặp đại huynh, gửi lời chào chia biệt. Lý đệ, Lý đệ đã quyết chí lên đường à? Gió ngựa giặc nguyên dẫm bừa lên đất tông, bao dân lành phải chịu cảnh máu đổ đầu rơi. Họ tới đâu là khói lửa ngút trời, để không thể ngồi yên nhìn nước non lắm vào dòng nguy khốn. Ôi tấm lòng của hiền đệ huynh vô cùng khâm phục, nhưng còn vợ con Phi Yến với Y Nhi, nó sẽ là sợi dây vô hình ngăn cản bước người đi, sẽ làm mềm yếu lòng trang dũng sĩ. Vì thế nên hôm nay trước giờ cất bước, để muốn gặp huynh trong đôi phút, để anh em mình tâm sự cùng nhau. Thì ra Lý đệ hẹn ta đến nơi này là để tâm sự hàn huyên, vậy mà ta có ngờ đâu. Lữ huynh ơi, đệ có điều hệ trọng, chỉ biết còn trông cậy ở nơi huynh. Xin Lữ huynh giúp đỡ phen này, tiểu đệ muôn đời nhớ ơn. Lý Kim Tùng ơi, đệ chớ ngại ngùng, chúng mình là chỗ đệ huynh. Đệ biết Lữ huynh vì chữ hiếu không thể rời khỏi gia môn, bởi có câu phụ mẫu tại đường bất khả diễn du. Còn phần đệ thì sông đường cởi hạt quy tiên, chỉ nặng gánh thế nhi. Đó thì ta đã nói, thê nhi là sợi dây vô hình trói buộc bước chân nam tử mà. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà bỏ tay chờ giặc tới quý hàng cúi đầu nạp mạng, nên nhờ Lữ huynh giúp đỡ một phen, chắc Lữ huynh không nỡ chối từ. Đệ muốn gì cứ tỏ bài thẳng thắn, tình đệ huynh thâm thiết thâm sâu. Nè chưa dấu diếm mà chi,
gặp lúc khó khăn ta phải tựa vào nhau. Lữ huynh ơi, chỉ là chuyện thế nhi, vậy trước khi để các bước lên đường, xin gọi vợ hiền con dạy cho lữ huynh. Hiền đệ à, dù không có lời phó thác, trong những ngày ly đệ bắn xa, bổn phận người anh ta cũng phải đùm bọc chở che cho mẹ con Y Nhi và Kiều Phi Yến. Đa tạ lữ huynh. Lê Kim Tùng, Lê Kim Tùng. Kìa, Kiều Phi Yến tới. Thôi, ta xin lên mặt cho hai vợ chồng tâm sự. Anh ơi, chúc đệ sớm mang về tin chiến thắng. Ta đi nhé. Kim Tùng chàng. Phi Yến, em nín đi, nín đi em. Tại sao anh lại bỏ nhỏ con ra đi? Tại sao anh không nói với em một lời từ biệt? Đừng trách anh, Phi Yến, hãy tha thứ cho anh. Anh e sợ lòng mình yếu đuối, khi nói lời chia biệt, tình cảm gia đình, tình vợ con là xích xiềng, sẽ trói buộc chân anh. Ý Kim Tùng, ngày xưa ta đứng nơi này, nhìn dòng nước chảy ngâm bay lững lờ. Em về đây nhớ lấy một chiều thu, ta cùng nhau đêm lá rơi chiều tàn. Em cùng anh đón gió chiều thoáng đưa, thâm tình trao những tiếng ca mộng mơ. Về đây cho lòng sẽ khúc hoang ca, về đây đôi trái tim hiệp hòa. Kìa trong lá rơi đầy sao, đẹp như khúc ca tình đầu. Hẹn mai đến khi bình yên, cùng nhau nối lại khúc nhạc lòng. Biển ơi, giữa lúc non nước mi vong thân bại thước, nam nhi không thể ngồi khoanh tay bó gối, nếu bận biểu thế nhi càng thêm nhục chi anh hồn. Dẫu biết rằng nếu phải xa nhau ai lại chẳng đau lòng, nhưng anh đã gian sông xưng đang đời tráng sĩ, em ha lại ương hèn không làm chính phủ hy sinh. Thiên ơi, nàng làm cho ta xúc động tâm tình, chúng con dài nhờ nàng trông lo hoàng dương. Ngọn bùi thiếp sẽ yêu nam, nuôi con đèn sách thiếp là phụ thân. Hay chỉ là trai dẫm ngàn giá ngựa, dẻo khai sơn nhẹ tựa hồng mau. Dạ nhà đeo bước chiến bào, hét xôi cầu gì ào ào gió thu. Người xưa từng đi trong sự sanh, bao nữ lưu tiếc danh gương hùng anh. Phàm trong đời nêu danh trong sự sanh, ôi trải qua biết bao nhiêu sầu thương. Kìa, trống trường thành lúng lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ vịt thức mây. Chính từng gương báo trao tay, nửa đêm truyền hịch hẹn ai xuất chân. Kim Tùng chàng. Thiện, em nín đi, em đừng khóc, em đừng khóc nữa. Thiện, nghe lời đưa
sống cửa chàng ngoài chân mây. Kiều Phi Yến, em đừng bi lụy, để cho anh Mạnh bước lên đường. Anh đi. Khoan, Kim Tùng. Tiến đưa nhau sao thiếu chung quang hà. Gió mới mau chân tim mà không chén men cay. Cứ nghe xuyến sao tâm hồn ngừng ngừng, lòng còn thiếu câu từ ly. Kiều Phi Yến. Chúng ta uống thay men nồng, cần gì cũng say tình yêu. Thí sâu thí sư dân đời dùng, bồ đào xuống trong rừng chân. Kiều Phi Yến, em giờ đây không chém ly vui. Lấy tay ta dùng thay rồi em tay cứ dần anh cùng nghe sôi nồng hơi men. Kim Tùng ơi, tay múc nước suối trong thai bồ đào mỹ tư. Giờ em xin tay nâng chén ăn mì đưa tiếng bạc. Sầu khắc hoài giữa đêm buồn vọng lại cuối trời sông. Rồi đây giữa núi rừng trùng điệp bao la, mùi hoa dại hoạt đưa trước chung. Chàng có ngỡ là vương tóc của người vợ trẻ đang mỏi mắt chờ ai ngoài muôn dặm. Em hãy vững lòng ở lại nuôi con, chờ ngày tái ngộ trong niềm vui chiến thắng. Kim Tùng ơi, có phải trời đang đổ thu sang, sao lòng em lạnh lẽo như mùa đông rét? Nay chung rượu tiệc mời chàng càng, để nơi chốn xa trường ấm giả khách chân phong. Rồi đấy khi cưỡi chiến bào nằm dưới ánh sao đêm, chàng hãy đọc lại mấy dòng thơ cũ. Tuy ngõ xa trường quân mạc tiêu, bổ lại chinh chiến kiếp nhân hồi. Kìa, trong trường thành dục giả điểm giang, sương nhuộm trắng ngàn dấu ngoài núi bò. Ngàn dấu xanh ngát mồ mà tình chàng biết ai sầu hơn ai. Kiều Phi Yến, anh đi giả biệt. Yêu nhau lá sung bên cầu,
ông vừa mới tới. Đây, đây, quà của Ý Nhi đây nè. Quà gì vậy ông? À, muốn biết gì trong tay của ông phải không? Đâu còn biết món gì trong đó. Ý Nhi tài thử đoán cho ông xem. Nếu nói đúng ông sẽ thưởng liền. Ý Nhi đoán gì trong tay của ông? Ông hứa đừng quên, con sẽ nói chúng ngài. Nhưng ông thưởng món gì? Con thích gì ông thưởng đó. Nếu con ngắm chúng, ông phải thưởng cho Ý Nhi một tổ chim ở ngoài vườn. Ôi, tưởng gì chứ cả chục tổ chim. Nếu Ý Nhi muốn thì ông cũng chiều nữa. Nào, đoán gì, món gì trong nắm tay này? À... gì? Quả táo. Hay. Ý Nhi hay lắm. Nè, táo nè, cầm lấy. Con có tài gì đâu. Ý Nhi biết ông thương Ý Nhi nè. Mà Ý Nhi lại thích ăn táo nè. Nên lúc nào ông lại, ông đều đem táo cho Ý Nhi nè. Nên con đoán là quả táo nè. Hay quá nhè. Đoán đúng được tâm lý của ông nhè. Ý Nhi cũng quá giỏi rồi nhè. Giỏi thì ông thưởng như lời ông hứa đi. À vậy thì Ý Nhi theo ông ra vườn. Chi vậy ông? Thì bắt tổ chim thưởng cho Ý Nhi chứ làm chi. Quan không ông? À... nè. Cái gì? Nhưng Ý Nhi giao rồi nha. Giao sao? Ông gỡ như leo lên. Ý Nhi bắt tổ chim, Ý Nhi không có giao, ông leo bắt rồi nha. Được rồi, Ý Nhi muốn gì được nấy nè. Bây giờ leo lên lên lưng cho ông cổng nghe không? Dạ. Nè, đó, 1, 2, 3, nhảy lên. À. Thanh Quy này đến tư phòng đột ngột, xin Phi Yến thứ lỗi cho. Thưa Lữ huynh, từ khi hay tin Lý Kim Tùng chồng tôi đã chết, thì Lữ huynh là ân nhân cứu mang che chở cho mẹ con tôi. Công ơn ấy tôi không biết lấy gì đáp tạ. Xin Phi Yến chớ nói lời ân nghĩa, tội nghiệp cho Y Nhi. Lúc nào nó cũng tưởng tôi là cha ruột, chứ nó đâu biết rằng tôi chỉ là tấm bình phong, là người cha trên danh nghĩa. Phải chi giặc nguyên không xâm lấn non sông, thì Lý Kim Tùng đâu ra người thiên cổ, và gia đình này hạnh phúc biết bao. Phi Yến à, Y Nhi đâu rồi? Y Nhi đi bắt bướm với chú Lữ Đạt ngoài vườn. À. Nó vừa hỏi Lữ huynh và trách sao lâu quá cha không về thăm mẹ con mình.
Chẳng riêng gì Y Nhi mà quanh đây không ai biết được Kiều Phi Yến là vợ của Lý Kim Tùng, mà đều ngỡ rằng Phi Yến là hầu thiếp của Lữ Thanh Quy, kể cả phụ thân của tôi. Phi Yến sợ một ngày nào đó chuyện này lộ ra thì Lữ Quynh khó tránh điều tai họa. Vì đã có lời hứa hẹn với người đi thì dù thế nào tôi cũng không thể làm khác được. Cha đến bao giờ? Con gái cưng của cha. Cha vừa mới đến đó con à. Cha đến đây con thật là mừng vui. Kìa sao mẹ lại buồn? Không, mẹ vẫn vui chứ có buồn chi đâu. Mẹ con vừa cười nói, trước lúc con vào đây mẹ con vẫn còn vui. Nhưng bỗng nhiên mẹ con nhìn lá rụng, mẹ con mới suy nghĩ vẩn vơ. Vậy mà con tưởng đâu mẹ giận vì cha không thường thăm viếng. Không, mẹ biết cha con bận việc triều đình. Ý Nhi ơi, con chớ vội hiểu lầm cha bận việc triều đình, để mẹ u buồn than thở từng đêm. Ý Nhi ơi, có bốn năm con bướm vàng đang bay lượn chập chờn, con trở ra vườn bắt bướm với ông. Ý Nhi, đi với ông đi con. Cha ơi, bữa nay cha phải ở đây suốt ngày với mẹ nha cha. Thôi đi Ý Nhi, đi. Phụ thân anh đến, phụ thân đến đây ắt có chuyện hệ trọng. Lữ huynh, ta phải làm sao? Được rồi, tùy cơ ứng biến. Xin kính chào phụ thân. Dạ, con xin kính chào ra mắt. Ai đây? Dạ thưa phụ thân, nàng tên là Kiều Phi Yến, vốn là ái thiếp của con. Trai năm thê bảy thiếp, nhưng nàng là ái thiếp sao con lại không đem về tư phủ, lại để nàng ở riêng biệt nơi này? Dạ lại con cũng chưa có chánh thê mà. Dạ thưa phụ thân, vì chúng con yêu nhau nhưng chưa hiểu được ý phụ thân cho nên con sợ. Thưa, cũng tại con, con bằng lòng nhận hết thiệt thôi, cho dẫu cha mẹ không chấp thuận nên Lữ Thanh Quy mới dám vượt gia môn. Nàng khá lắm, nàng biết cách gỡ rối cho con trai ta. Ta biết nàng đẹp lại thông minh nên con ta đã đắm lụy nàng. Nhưng thôi, khi chưa chịu chánh thức về chung sống với con ta, phần ta, ta cũng chưa thể coi nàng như thân thuộc. Vì phiền nàng hãy lui ra, ta có chuyện cần bàn riêng với Lữ Thanh Quy. Dân, xin chào. Lữ Thanh Quy, con hãy nhìn xem đầu cha có bao nhiêu thứ tóc. Dạ. Giữa hai thứ tóc trên đầu, con thấy chưa? Đừng dối gạt cha. Nàng Kiều Phi Yến có phải là vợ của Lý Kim Tùng, tên tướng tiên phu nhà Tống đã chống lại Đại Nguyên và có tin nó đã tử trận rồi, phải không? Thưa phụ thân, chính nàng. Con có biết cha con ta đang làm việc và ăn lộc của nhà Nguyên không? Con biết. Nhưng con có biết dòng họ nhà ta sẽ bị tận diệt, cơ nghiệp này sẽ bị sụp đổ điêu tàn không? Dạ không. Lữ Thanh Quy, tại sao con dám dối gạt cha? Tại sao con dám chưa chấp vợ của Lý Kim Tùng? Dạ thưa cha. Chắc con có thừa biết Lý Kim Tùng là một kẻ chống lại triều đình Đại Nguyên, đã từng phèn dây động gây loạn, hãy tội tru di dòng họ ba đời, mà con dám vui cha để chở che cho giặc. Con dám nói rằng đó là hầu thiếp của con. Dạ thưa cha, Kim Tùng với con là bạn nên con hết lòng trong cơn hoạn nạn, cho trọn tình bằng hữu thâm giao. Nhưng rồi ai vô đây chịu thế cho tội cả?
con biết không, việc này nếu tới tài chúa thượng, không con phải giết mẹ con của nó. Hả? Con giết nàng? Đúng, để giấu nhẹm chuyện gian kia. Trời ơi, tại sao cha bố con giết mẹ con nàng bằng thủ đoạn đây hèn, vô đạo vô nhân? Nếu không thì công lao của ta đối với Nguyên Kiều, xâm chiếm đất này phải chịu tiêu tan. Cha, con xin cha mở lượng hải hà, nhủ lòng thương xót người đàn bà tay mềm chân yếu. Thanh Huy phải chọn một con đường, hoặc giết nó, hoặc gia thế họ Lữ tiêu tan. Cầm lấy. Cha. Cầm lấy viên độc dược này. Cha nhắc lại, một là con giết mẹ con Kiều Phi Yến, hay là con giết cha và dòng họ Lữ bị tru di. Cha! Cha! Ta vừa nghe tin Lý Kim Tùng chưa chết, ắt có ngày người trở lại nơi đây. Dù hôm nay định số đã an bài, nhưng ta sống bất hạnh, ta không thể để cho ai hạnh phúc. Phu nhân à, kìa phu quân, chuyện ấy thế nào? Có đúng như lời của thiếp hay chăng? Đúng, những lời của phu nhân đúng hoàn toàn, chính xác vô cùng. Ta tìm đến nơi gặp cả Phi Yến lẫn Lữ Thanh Huy, vậy mà ta tưởng Phi Yến chính là hầu kiếp của nó, chớ đâu biết rằng nó chỉ che chở cho vợ thằng tội kia. Hiện giờ phu quân quyết định thế nào với vợ Lý Kim Tùng? Ta truyền cho Thanh Huy phải giết chết người đàn bà kia, chỉ còn cách ấy mới dâu kính bảo toàn thanh danh của họ Lữ, để đối với Nguyên Kiều công lao hạng má Lữ an hầu vĩnh an. Phu quân đã truyền lệnh giết mẹ con Kiều Phi Yến rồi à? Ta giao cho Lữ Thanh Huy viên độc dược, để cái chết của nàng được êm ái nhẹ nhàng và cũng kinh đau hơn. À, phu quân ơi. Ơi. Phu quân à. À. Thiếp có ý mọn này nè, muốn bộc bạch với phu quân. Phu nhân có điều chi muốn nói? Phu quân ơi. Ơi. Theo tin phu quân biết được thì chính tên Lý Kim Tùng chưa chết. Đó là tin chính xác ta nhận được từ những đứa quy hàng. Vì thế ta không nên giết vợ con của hắn. Phu nhân, tại sao ta không nên giết? Nếu sự thật Kim Tùng chưa chết thì ta cần để vợ con hắn sống, để làm mồi nhử hắn vào lưới rập. Nhưng nếu triều đình Đại Nguyên biết được dòng họ Lữ chở che cho vợ của hắn thì sao? Cơ nghiệp này tiêu tan, công lao phò tá Nguyên Kiều bao nhiêu năm đổ sông đổ biển, mà có khi cả họ phải bị rơi đầu. Thiếp có cách để tránh mọi tai họa có thể xảy ra. Ta nên làm lễ cưới. Lễ cưới cho ai? Cho Lữ Thanh Huy với Kiều Phi Yến. Trời, cho Thanh Huy với vợ của Kim Tùng? Chỉ có thế thôi, vừa không mắc tội với Đại Nguyên, vừa có được con mồi. Nếu bắt được tên Lý Kim Tùng thì công lao của Lữ An Hầu càng cao hơn nữa. Sao phu quân, phu quân thấy thế nào? Nhưng mà ta đã truyền lệnh cho Lữ Thanh Huy rồi, tiếc quá. Chưa muộn đâu. Sao phu nhân biết? Vì Thanh Huy yêu Phi Yến nơi phải đau xót đắn đo trước lúc ra tay. Phu quân nên quyết định ngay đi. Nhưng ta đến gặp Thanh Huy thì ngại quá. À, phu quân,
hãy giao cho thiếp lo thu xếp việc này. Nếu phu nhân giúp ta thì còn gì bằng. Chuyện này ta giao cho phu nhân liệu định nha. Dạ, và cảm ơn phu quân đã có lòng tin tưởng thiếp. Phu nhân là người đàn bà thông minh, tài sắc diễn toàn. Khoan, thiếp phải đi tìm Lữ Thanh Quy ngay kẻo muộn. Thiếp đi nghe phu quân. Có vợ trẻ đẹp thông minh lại khôn lanh quá mức như thế này, sao ta hồi hộp quá. Chắc con ngài. Kiều Phi Yên, ta phải giết mẹ con Kiều Phi Yên. Giết một người đàn bà mà suốt 8 năm qua ta đem mối tình hờ ra bảo bọc, rồi tháng ngày qua đã tạo cho ta nguồn rung cảm êm đềm. Không, 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 ta không thể tuân lệnh phụ thân. Kiều Phi Yên có tội tình gì mà ta phải giết đi? Ôi hỡi cao xanh rõ lòng da của Lữ Thanh Quy này, dù phải mang tội bất hiếu với cha, chớ ta không nỡ giết bằng biến độc dược. Không bao giờ thật.
thành sự thật, nên phải lặng thinh mà hứng chịu thương buồn. Cố xóa tan đi những nhưng mà càng xua đuổi bóng hình quyền hoặc ấy, thì ước mơ kia cứ đè nặng trái. Đêm dài gieo tiếng qua hơi thở, gợi gió mang đi kiếp lạnh lùng, để rồi sầu nhớ mong lung, nói yêu cho nhẹ nỗi buồn cô đơn. Lữ Thanh Quy, kính chào kế mẫu. Hai người đừng nặng lòng đau thương bệnh rịnh, ta đến đây để cứu mạng phi yến cho yên dạ Lữ Thanh Quy. Hả? Kế mẫu, như vậy có nghĩa là... Không, tôi muốn chết. Sao lại chết? Chết để giãn chung tình à? Ngu xuẩn, đời còn có nhiều điều đáng sống lắm chứ. Nếu nàng muốn chết, tại sao nàng không chết khi chồng bỏ vợ con xa đi theo cái thú cùng ngóng thúy ngọa xa trường? Tôi phải sống chờ chồng tôi trở lại chứ. Khi được tin Lý Kim Tùng tử trận, tại sao nàng không chết lấy gá tình hờ với Lữ Thanh Nguyên? Vì con tôi. Bây giờ nàng không còn tính sống gì con nữa sao mà nàng muốn chết? Tại tôi khổ quá mà, trời ơi. Cây mẫu, ý cây mẫu như thế nào? Cứ phân cho chúng tôi được rõ. Vì thương tình hai người, ta đã xin với phụ thân của Lữ Thanh Quy, và người cũng đã bằng lòng. Nếu muốn Kiều Phiến khỏi chết, Lữ Thanh Quy với Kiều Phiến phải chấm dứt cái cảnh vợ tạm chồng hờ, và bây giờ chính thức thành hôn, làm ngày lễ cưới vẻ vang cưới nhau cho vẹn bao ngày mong đợi. Chỉ vợ chồng thinh thoáng tới gần, miệng đời đàm tiếu sẽ qua tay, khó mà thoát tội tru gì. Ôi hỡi đất trời sụp đổ làm sao dân tình, Kim Tùng nay cũng đã chết, còn gì đâu nữa ước mong. Son dành vì hai chữ kiên định, phi yến sao không nghĩ bấy lâu Thanh Quy nặng giá vì nàng cứ mang. Tình tiên xin trả đáp bằng, biết sợ cái cầu bất gia nhị phu bấy lâu tâm nguyện bây giờ trong tâm, làm sao sống nhút nhơ. Phu nhân ơi, tôi đem tâm thân này trả ơn cho Lữ Thanh Quy. Phi yên này không hối tiếc, nhưng tình yêu tôi đã gửi trọn cho chồng tôi rồi, tôi đâu còn gì cho Lữ Thanh Quy nữa, phu nhân ơi. Thưa kế mẫu, chớ thưa gửi dông dài, vì ta không muốn cho gia đình họ Lữ phải tội tru di. Thưa phu nhân, không được cãi. Kiều Phiến, ta thương nàng nên mới tìm nơi xứng đáng cho nàng đó. Thương hay là mưu kế, mà thủ phạm chính là... Chú Lữ Đạt, chú không được vô lễ với kế mẫu của tôi. Đừng hỗn, nghe chú nói nè. Kế mẫu của mày là chị dâu của tao. Tao nói thủ phạm là một người đàn bà trẻ đẹp, có một quá khứ đã yêu mà không được toại nguyện, nên mới bày trò bãi biển qua nương dâu. Lữ Đạt, người ám chỉ ta chăng? Đúng vậy. Vô lý. Có lý. Khi người ta muốn giành lại Kim Tùng, vì họ và Kim Tùng thở niềm thiếu yêu nhau, rồi do biến cố ở gia trang nên gái đổ mối tình đầu. Thưa chú nói gì mà cháu chưa hiểu được? Chú quên rằng chính chú chưa biết mặt Lý Kim Tùng. Nhưng ta nghe mẹ của Thanh Quy nói rằng trước kia hai họ Bạch Ly có hứa kết thông gia, nhưng chẳng may đất bằng sông dậy tai họa xảy ra, hai gia đình thất lạc. Nàng họ Bạch về làm dâu kẻ khác hai mái đầu xanh, đành chịu lỡ duyên. Thôi chú Lữ Đạt, chớ có nhiều lời xuyên tạc, đủ đều nói xấu kế mẫu tôi. Thanh Quy,
mày cũng khinh rẻ lời nói của chú mày. Thôi kể từ nay tao đi sống với người dân. Thôi cắt đứt hết, tao đi. Chú Lữ Đạt, chú Lữ Đạt. Lòng tốt của ta như vậy đó, bây giờ tùy nàng quyết định. Chào nàng. Phi Yến, nàng hãy bình tâm suy nghĩ, đừng chết bỏ ta. Thanh Quy này luôn dành cho nàng quyết định sau cùng. Trời ơi, ta phải quyết định. Ta đang đi giữa ngã ba đường ngang trái, phải ngược dòng bến đồ, để quên mối tình tiễn đưa, quên bạn tình ca nơi cầu thế thủy. Ôi trời cao, sao ân nỡ gieo chi sâu, gây phiền đau của
Y Nhi ơi, Y Nhi à, Y Nhi ơi, con đây nè, chú Sinh. À, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. À, giỏi, giỏi quá. À, hôm nay Y Nhi muốn đi đâu chơi nè, chú đưa cho đi. Chú Sinh ơi, chú hả? Nãy vào đây giết chèo. Ê, đừng có kéo chú. Y Nhi, cháu hãy nhìn bên những khóm hoa. Đó, thấy không? Đó. Có đàn bướm xinh xinh nhởn nhơ bay lượn trên cành. Bướm trắng bướm xanh con nào cũng đẹp, quyện vào những khóm hoa thật tuyệt. Vậy thì chú hãy giúp Ý Nhi bắt con bướm đậu kia kìa. Đâu? Ủa? Nó đậu chỗ nào đâu? Sao mà chú không thấy vậy, Ý Nhi? Đó đó, ở bên khóm hồng có một con bướm vàng nhỏ nhỏ. À, chú thấy chưa, nó còn chập chờn nơi đó. Được rồi. Bây giờ cháu à, đứng đây nè, cháu đứng đây đi. Rồi để chú đến đó chú bắt cho nha, đứng đây. Đứng yên nha, đứng yên chú bắt cho. Gùi bái gùi. Trời ơi, kìa, còn nhiều lắm. Cháu đứng yên đi. Đây nè, đây nè, chú bắt nữa cho ngang. Rồi, bay nữa rồi. Cháu thấy chưa, bắt con nào bay con đấy. Để chú tìm con khác cho nha. Thôi chú Sinh ơi, cháu mệt lắm rồi. Chú với cháu vào đây nghỉ một chút đi. Mệt phải không? Mệt thì ngồi xuống đây. Nè, đó, ngồi xuống đó nghỉ đi cháu. Cháu thương chú lắm chú Sinh ơi. Ừ, chú cũng thương cháu vậy. Chú có con chưa hả chú Sinh? Chú cũng có một đứa con. Một đứa con gái bằng tuổi của Ý Nhi vậy. Chú Sinh ơi, hiện giờ chị ở đâu? Hôm nào chú dẫn chị ấy lại chơi với cháu nha chú. Chú hứa đi. Bây giờ chú hãy kể chuyện cổ tích mà chú hứa với cháu đó. Để chú kể đây. Ngày xưa có một người sa phu. Ý Nhi kìa. Ý Nhi con quên lời cha con dặn rồi sao? Cha cấm con không được đùa giỡn thân mật với tên sa phu nghèo khổ này. Tên sa phu nghèo khổ, trời ơi. Ôi chán ngán cho trò đời dấu bệ, lòng thế nhân nay đổi mai giờ, chữ ân tình theo nước chảy trôi xuôi, đã chôn lấp trong bụi mờ quá khứ. Bà có biết tên sa phu nghèo khổ này là ai không? Ông đây là... Bà ơi, tôi là kẻ đã ra đi vào một mùa lá đổ. Có người thiếu phụ chia tay nhỏ lệ ở bên cầu. Là nạn nhân của cuộc giận đổi sao dời. Khi tôi trở về đấy, vợ tôi thuộc về kẻ khác, còn con tôi cũng thuộc về ai. Nhìn nhau chắc không, không. Tôi sợ con thơ vô tội mà khổ đau. Khi nó biết được người mẹ mà nó tròn kính tròn yêu lại là
là người trắc nết lăng loàn. Trời ơi, trắc nết lăng loàn. Vì mẹ sao bỗng nhiên mẹ lại khóc? Không, mẹ chỉ hơi xúc động thôi con. Ông ơi, ông nói rằng ông sợ con, ông đau khổ nên không dám nhìn con, nhìn vợ. Thưa bà, vì tâm hồn của đứa trẻ thơ sáng trong như viên ngọc bích thì tội tình chi chuốc lấy sự đau buồn. Thế nên dù nhớ thương con, tôi chỉ biết thơ thần ngoài dương để được nhìn bóng dáng đứa con thân yêu nó ẩn hiện sau bức rèm thương. Bà ơi, đêm từng đêm từ lầu cao vọng ra tiếng cười quen thuộc như xé nát tâm can. Tôi chảnh lòng chua xót cho cái cảnh gần nhau trong gang tấc, mà tôi tưởng chừng như cách biệt ngay mấy quan hà. Chú xin, có lần nào chú gặp con của chú không? Hay chỉ lén nhìn như chú nói? Cháu ơi, chú có gặp con của chú mỗi ngày hai lượt. Nó chỉ hiểu rằng chú là một tên xa phu nghèo nàn, rách áo, đôi cột. Trời ơi, chứ nó đâu có biết đã bao phen chú muốn ôm nó vào lòng mà kêu lên hai tiếng con. Hỏa tình phụ tử, nhưng vì hạnh phúc đứa con yêu đang sáng đẹp như chiếc bình pha lê quý giá mà chú không có quyền phá vỡ nó đi, nên chú mới gượng cười nuốt lệ vào tiếp, giấu kín tuổi tên cho đến khi gục ngã bên đường. Y Nhi, tại sao con lại khóc? Mẹ ơi, tại con thương chút sinh. Y Nhi, cháu Kim Tùng. Bà ơi, quyển sổ đời đã lật sang trang mới, tình nghĩa vợ chồng đã chọn giờ giấy chết một chiều thu. Bà hãy bằng lòng với cuộc sống âm êm, còn tôi tiếp tục lăn vết xe trên đường cát bụi. Ly Kim Tùng, đời tôi gian khổ đã quen rồi, chúc bà trọn đời yên vui bên người chồng sang ca vĩnh biệt. Kim Tùng ơi, thà hai ta đừng bao giờ gặp lại. Gặp nhau chi để rồi lệ chia ly đẫm mưa của ta phùng. Làm sao em có thể hằng ngày chàng phải nhọc nhằn lâu khổ với kiếp sống xa phu. Kim Tùng ơi, chia tay từ độ tàn thôi, ai có ngờ đâu cuộc bể dâu. Sao chàng chẳng về đây khi em cô đơn nhìn lá đổ, mà về đây chi khi tiếp đã phủ chàng.
Nếu bà thật lòng đau khổ thì khổ đau kia chẳng phải chỉ riêng bà. Kiếp sống của ta nào nó có nghĩa gì đâu. Thôi, vì tương lai của con, dẫu trăm nắng ngàn cay, tôi xin bà hãy vui lòng mà hứng chịu. Kim Tùng ơi, xa thân này mong manh bé nhỏ, đâu đủ sức mà hứng chịu ngàn cơn bão tố tới đời. Vì đứa con thơ nên em gượng sống ở trên đời, thương rằng chàng vui thấy ngoài sương tuyết, em mới yên lòng kêu ly vui ngày du dòng với cuốn thơ. Nay chàng trở về đây nói thêm lời vĩnh biệt, để cho đôi mi này chưa ráo lệ sầu ly biệt mà em phải thêm một lần đẫm nước lệ ly sầu. Không phải tôi nhẫn tâm, nhưng sự đời mọi việc đều đã lỡ. Tôi không cam tâm làm gai đổ sự yên vui. Hai bằng lòng với số kiếp nghiệp quan. Số kiếp gì quan trai, định mệnh gì lại quá đau thương. Chỉ có những kẻ đàn ông giàu nghị lực như Lý Kim Tùng mới đủ kiên gan xem phim như người xa lạ. Còn riêng còn chi nữa, nhớ về đây lỡ phu nhân ơi. Nước đôi dòng là đã chia xa, thôi lưu luyến chi gì bằng lòng. Anh ơi nhớ chẳng chiều ấy, đôi ta yêu nhau lá sung bên cầu. Nhớ mãi duyên ban đầu, nửa bản tình ca nặng mối thương sầu. Thuyền tình đã lỡ chuyến rồi, con đò năm trước có người khác đưa. Tiếc chi bên cũ đò xưa, gây thêm giông bão gió mưa. Xin chào bà. Chàng đi bao giờ trở lại? Thỉnh thoảng tôi ghé vào thăm bé Y Nhi. Chú Sinh, chú đi được sao chú Sinh? Chú đi rồi, ơi sẽ kéo xe đưa Y Nhi đi học. Ơ sẽ bắt cho Y Nhi con bướm trắng. Ơ sẽ kể chuyện cổ kích cho Y Nhi nghe. Y Nhi, chú đừng đi nha. Ơ chú giận mẹ cháu. Mẹ, ngăn mẹ chú xin đi mẹ. Không, không. Không, chú có giận ai đâu. Chú đi, rồi chú trở lại thăm cháu mà. Chú nhớ nha. Xin phép phu nhân. Thôi, Y Nhi ở lại, chú đi. Chú
Buồn thay cho cái sự đời, lên chân thì đi ngựa hết thời, phải kéo xe. Giờ mình nhậu chơi. Chú kéo xe ơi. Về. Chú kéo xe. Về nói đi. Chú làm ơn đưa tôi về Lữ Gia Trang giùm đi. Không, mình buồn rồi, không có đưa ai hết trơn á. Ủa anh Lữ Đạt. Hồ Điệp em. Sao anh buồn quá vậy? Anh làm gì ở đây? Em thấy anh khóc không? Anh đã bị đuổi ra khỏi Lữ Gia Trang rồi. Gặp em đây, xin cho gửi tình yêu đôi chút. Ý ông được đâu. Xin anh đừng nên buông lời bướm ông. Nói yêu đương nghe xốn xang trong lòng. Từ lâu thân này sống cuộc đời cô đơn. Đời lắm đau thương xin chớ nên trêu thật. Thôi giá từ ông anh tôi đi về. Kéo trường. Hồ Điệp ơi xin em đừng hờn đừng giận. Hãy dừng lại đây nghe trái tim anh rung động như tiếng trong quân hành. Mỗi khi gặp em tim anh muốn nhảy tuốt đi ra ngoài. Nhưng anh giả bộ lạnh lùng như gió năm non. Bởi vì người ta thường nói rằng em biết nói sao không? Nói sao? Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Ấy là anh nói vậy nghe chơi, chứ anh đã hỡi ơi cái cảnh chồng già vợ trẻ. Hoài rồi sau này ân hận. Người như anh á mà được tôi thương là có phước lắm rồi. Còn đòi gì nữa? Anh mà được em thương là có phước lắm phải không? Em ơi Hồ Điệp em nói sao? Anh đây là một con người có phước, hay là Lữ Đạt này là một kẻ vô phần? Vì tôi thấy cái cảnh của anh tôi mà tôi bắt rỡn ốc y rùng mình. Hễ vợ ho là chồng giả, mà bà giận thì ông lại cười mơn. Phải chồng phải vợ là hơn, mình làm nồi méo vung tròn mà làm chi. Lưng anh nó cứng tợ chì, nên anh không có thể cúi quỳ và ưa. Anh Lữ Đạt ơi. Ơi. Chuyện tình cảm tự nhiên nó tới không thể cưỡng bức mà được. À. Khi thương nhau phải nuông chiều nhau, bảo bọc nhau, đó là lẽ thường tình. Trời ơi, cái miệng nói chuyện sao mà nghe. Em nói đúng quá. Khi yêu nhau phải che chở, bảo bọc săn sóc, nuông chiều tưng tiêu gánh vác. Nhưng mà không có thể có cái cảnh đó được em ơi. Cảnh gì vậy anh? Cảnh mà vợ kêu chồng giả bẩm bà có em đó. Cái cảnh đó, vợ bắt nạt chồng đó anh ghét lắm. Chứ phải thế nào? Chồng chúa vợ tôi hả? Cái đó thì anh cũng không chịu nữa. Vợ chồng phải bình đẳng, phải thành thật thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa vào nhau để dắt dìu nhau đi đến cuối nẻo đường tình. Anh Lữ Đạt à, bao lời anh mới vừa phân qua, khiến em vui lòng đẹp và thương càng thương. Tôi dám đâu tin lời, bởi mình già lại vô duyên. Xin cảm ơn cô nhiều, thôi tạ từ giây nhân. Anh
hỡi anh ơi, xin hãy dừng chân để nghe em nói. Dù tóc anh nó bạc qua răm răng lung lay gần rung, nhưng mà tim anh chưa rụng em à. Nhưng có lẽ bà Nguyệt ông tơ buộc ràng từ muôn kiếp trước nên mới trộm thầm thương, cớ sao anh ngoảnh mặt làm ngơ với gái tơ đào. Xin đừng để em trọn kiếp ôm sầu, thấy anh bồ sợ đi làm xa. Thương anh em chắc khỏe ru, nấu cơm đi chợ anh lo chu toàn. Em khỏi trải chiêu văn mùng, quét nhà canh nước có chồng ra tay. Anh già nhưng hơn đám con trai, nên em thề quyết chồng. Hồ Điệp ơi, em nói thật không? Thật. Mà em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ kỹ. Kỹ rồi phải không? Trời ơi, vậy thì còn gì vui hơn? Hai đứa ta tròn nợ nên duyên, sống bên nhau tình yêu thắm nồng, thề yêu thương thủy chung muôn đời. Thề yêu thương thủy chung muôn đời. Phi chung muôn đời. Rồi bây giờ em chắc đồ lên xe không? Rồi chắc hết lên đi, rồi em leo lên. Anh kéo xe cho em ngồi trên xe, anh kéo chạy đi. Hả? Anh kéo em đi hả? Ờ. Thôi vậy nặng tranh lắm. Thôi bây giờ em xuống xe, hai chúng ta cùng kéo. Rồi đi kéo. Hoàng, con thấy dung nhan ta thế nào? Dạ thưa phu nhân. Con cứ nói, thấy sao thì nói vậy. Dạ, theo mắt con thì nhan sắc của phu nhân đẹp chẳng kém các bà tiên trên trời. Hằng nga chưa chắc gì hơn với chung du diệp sắc hương cỡ ngang bà. Hoàng, sao con nói lạ kỳ, chung du diễm mà đen xanh với ta, chắc nhan sắc của Tuyết Lan đã phai tàn. Dạ không, nhan sắc của phu nhân đang tươi thắm, đẹp tuyệt trần con thấy còn mê. Má hồng mặt biếc môi son, nước da như tuyết tóc nhung mượt mà. Con nói ta đẹp, sao lại đem sánh với gương mặt xấu xí như ác quỷ của chung vô diệm? Dạ không. Thưa phu nhân lầm rồi. Ý con nói hả, là chung vô diệm lúc mà cởi lớp thành tiên kìa. Tức là con khen nhan sắc của phu nhân đẹp như tiên gì đó. Vậy mà ta tưởng con chê ta xấu chứ. Dạ con nào dám thế. Cảm ơn con. A Hoàng à. Dạ. Con có thấy phu quân của ta đâu không? Dạ thưa phu nhân, quan lớn đã đi săn từ sáng sớm, lúc phu nhân chưa tỉnh giấc. A Hoàng. Dạ. Ta có việc này muốn nhờ con. Phu nhân cần chi thì cứ dạy. Con không từ chối bất cứ điều gì, nếu phu nhân muốn là con sẵn sàng, chẳng ngại nguy nan, không tiếc gì thân. Mẹ phu nhân vui và là con tội nguyện, con đợi chờ nghe lời dạy của phu nhân. Ta thương con lắm như thế ruột là, con là người tâm phúc ta tin tưởng vô cùng. Dạ con xin đội ơn tấm lòng của phu nhân. Ta cần một chuyện chỉ của con mới giúp được, xong việc sẽ thương tâm bằng một chiếc trăm. Dạ bẩm phu nhân, thân con là phận tôi tớ, được phu nhân thương là con mừng rồi. Vì thế nên phu nhân cần gì cứ sai bảo con, chẳng những một chuyện mà cả trăm chuyện con cũng không dám chối từ. Còn chuyện chiếc trăm phu nhân hứa tặng
Dạ, dạ, điều đó con không giấu ước mơ đâu ạ. Nếu con thích, ta tặng trước cho con đó. Hả? Phu nhân tặng con hả? À, dạ, dạ con đội ơn phu nhân. Phu nhân tốt quá. A Hoàng, bây giờ con ra ngoài cổng gia trang tìm người kéo xe gọi vào đấy cho bà. Dạ. À, phu nhân ơi, thời buổi này dân chúng nghèo khổ, ngoài đường nhiều kẻ kéo xe, con phải biết gọi tên phu xa nào? Con phải tìm cho được tên xa phu thường đổi chiếc nón rộng vành kéo che giấu mặt. Tên xa phu đổi chiếc nón rộng vành kéo che giấu mặt. À, con biết rồi. Phu nhân yên tâm, con sẽ đi ngay. Phen này ta sẽ giăng bẫy bắt gọn con mồi. Lý Kim Tùng sẽ lọt vào tay của Bạch Tuyết Lan. Ta sẽ chiến thắng. Mưu kế của ta đã đạt thành. Lý Kim Tùng đang oán hận kiều phiến. Bạch Tuyết Lan giang đôi tay tình ái đón chờ. Tưởng rằng duyên nợ tình tăng, ngờ đâu em bắt nhàn nam tướng phùng. Lý Kim Tùng, Lý Kim Tùng, từ đây mình sẽ bước chung một đường. Dạ thưa phu nhân, tên sa phu đang đứng hầu ngoài cổng. Gọi hắn vào đây. Còn con hãy lo thay những bình hoa mới. Dạ. Thưa phu nhân. Thưa phu nhân. Lý Kim Tùng. Thưa phu nhân, tôi chỉ là tên sa phu nghèo khổ. Xin phu nhân đừng lầm lẫn với tên Lý Kim Tùng nào đó và cứu phu nhân. Lý Kim Tùng, hãy dừng lại đây mà nghe tâm sự của các tình sĩ gửi gắm hương yêu. Phu nhân muốn nói? Tôi muốn nói Bạch Tuyết Lan này quyết từ bỏ lầu son cửa cát để cùng khách tình xưa nối lại mối tơ đàn. Phu nhân, nơi miền nào xa xôi có gió ngàn và trắng vàng treo trên đỉnh núi cho Lý Kim Tùng thấy đời đáng. Dạ thưa phu nhân, xin phu nhân hãy dừng lời nơi đây. Bao mùa qua lá rơi đầy sân là nơi chôn đi những chuyện tình xưa giữa mồ sâu quanh làng. Ta hãy bằng lòng với số phận đã định ban. Kim Tùng chàng ơi, tại sao phu nhân? Chuyện ngày trước là yêu đương mộng ước, chuyện bây giờ là cao thấp hèn sang.
nàng đáng sống trong gấm lụa son vàng. Đừng bận biểu đến kẻ lầm than khốn khổ. Không, Kim Tùng ơi, dù anh là kẻ xa phu đói nghèo khốn khổ, nhưng em vẫn nhớ thương anh như tình yêu sâu đậm bụi ban đầu. Năm tháng trôi mau như nước chảy qua cầu, mình chia tay nhau giữa mùa khói lửa, duyên nợ không thành quanh xa rời nhau. Ôi một cuộc trùng phùng tưởng như giấc chim bao. Kim Tùng ơi, em vẫn là bạch tuyết lan buổi trưa, vẫn còn giữ trọn một tình yêu tha thiết, vẫn yêu anh như tự thoáng xuống thề. Kim Tùng, Kim Tùng ơi, em vẫn còn yêu anh mãi mãi. Phu nhân, giờ đây ván đã đóng thuyền, phu nhân đã yên bề gia thất, xin kiếu biệt phu nhân. Kim Tùng, Kim Tùng, trời ơi, chàng mê khinh ta đến thế. Không, không, ta sẽ phá nát, quyết không để cho ai được sống im vui trong hạnh phúc. Kìa phu nhân, chuyện gì xảy ra mà khiến cho phu nhân giận dữ vậy? Phu quân, phu quân à, không biết thiếp có nên thổ lộ với phu quân chuyện này chăng? Phu nhân, đã là vợ chồng ta cho nên giấu giếm điều gì? Có chuyện chi Phật ý phu nhân hãy thành thật tỏ bày. Hay là phu nhân giận ta sáng nay đi săn mà không cho phu nhân biết trước? Không, không phải chuyện đó mà. Vậy chứ chuyện gì khiến cho phu nhân bất bình đến thế? Phu quân ơi, thiếp bất bình nóng giận là gì? Vừa thấy tên Sa Phu và vợ của Lữ Thanh Huy đã đổi trao ân ái duyên tình, thiếp sợ rằng ngày nào đổ bể sẽ xấu hổ cho dòng họ Lữ ta. Một hành động điếm nhục gia phong mà, cũng tại phu nhân bày ra chuyện kết hôn, chứ còn ta nào có hứng chịu đâu. Thiếp có ngờ đâu Phi Yến là đứa lăng loạn, thiếp cố giữ vào là để gỡ tội cho phu quân. Chuyện này không thể bỏ qua được. Á Quan! Dạ. Hãy gọi Lữ Thanh Quy đến đây lập tức. Xin vâng. Lữ Thanh Quy quả là đứa ngu si mê muội mà. Đúng là cái thằng ngu si mê muội. Nghe lời đàn bà còn hơn cả mẹ cha nữa. Nghe lời đàn bà còn hơn cả mẹ cha. Giờ đây khi mọi chuyện đã xảy ra, chúng nó sáng mắt thứ đàn ông mà dại gái. Đàn ông mà dại gái, cái thằng giống ai không biết nữa. Nghĩ mà thương cho Bạch Tuyết Lan biết mấy. Tuy tuổi tác cách xa nhau nhưng nàng vẫn một mực thủy chung, vẫn yêu thương ta hết lòng hết dạ, chứ không phản cách như Kiều Phi Yến. Anh à, em ơi. Dạ. Người ta hỏi câu này nghe, trước khi về với ta, nàng có yêu ai không hả? Hả? Dạ. Dạ. Sao? Dạ thiếp. Thiếp sao? Thiếp chữa yêu ai hả? Cái chữ chữa yêu ai nó hay vô cùng. Chứ nếu yêu ai là chắc ta giết chết phu nhân quá. Thôi phu nhân hãy vào trong để mặc ta nghe. Dạ. Mà này hả? Phu quân ơi. Phu quân ráng giữ gìn sức khỏe. Đừng có giận dữ mà. Mà mệt nha phu quân. Thưa phụ thân, nghe lệnh gọi, con vội vã ứng hầu, có điều chi xin phụ thân dạy bảo. Lữ Thanh Quy. Dạ. Cha cho con hay rằng Kiều Phi Yến vợ của con nó đã ngoại tình với một tên sa phu khốn kiếp, quả đứa lăng loạn. Tình như sét đánh, nhưng có lẽ nào mới vừa đây cha bắt quả tang hai đứa gian dâm,
con bình tĩnh giải liệu xử sự, đừng để nhà ta mang tiếng xấu xa. Trời ơi, có lẽ nào, thưa phụ thân, bằng cơ đâu? Bằng cơ đâu? Giờ phút này mà còn hỏi bằng cơ? Bằng cơ là ta đây, con liệu mà xử sự. Thành Quy, mày là một đứa ngu si mê muội, nghe lời đàn bà còn hơn cả mẹ cha, phải không? Giờ đây chuyện xảy ra cho sang mặt cái thứ đàn ông dại gái. Kiều Phi Yến ngoại tình? Không, có lý nào? Không, không, chuyện đó không thể xảy ra. Kiều Phi Yến không bao giờ làm chuyện ấy. Kiều Phi Yến không bao giờ làm chuyện ấy. Không, không. Đâu, đem thêm rượu cho ta. Phiến, Phiến đâu? Hãy đến với ta, Phiến. Kìa, phu quân, có điều gì xảy ra mà phu quân lên tiếng gọi? Phiến đó hả? Nàng hãy rót rượu cho ta. Tái ngà hãy rót đầy chén ngọc. Rót cho ta uống cạn hết mối tình đầu. Phiền, hãy rót cho ta. Rót đi. Hình như phu quân đã quá chén, suốt đêm trường ngồi trầm mặc suy tư. Phiền ơi, ta muốn tự vui lòng qua mây che men cay, hầu giải bớt nỗi sầu vô căn cứ. Tiếp xin phu quân hãy vào trong an nghỉ. Không, phu nhân ơi, ta sợ lắm những đêm dài cô lẻ, nàng chưa bỏ ta hiu quạnh giữa mộng lung. Bỗng nhiên nghị lực yếu hèn nên ta cần men cay, và hình ảnh nàng trong đêm nay ta tha thiết van xin nàng hãy đỡ lấy chiếc bình ngà rồi rót chén rượu quỳnh cho ấm lại hồn ta. Của một tấm tình đau thương, phu quân hãy uống cạn đi, và chua xót cho phận má hồng cố trọn đạo thờ chồng vượt muôn ngàn gai chân. Nay Lữ Thanh Huy có thái độ lạ lùng khó hiểu, chuyện gì đây? Hai anh ấy ghen tức với người xưa? Trời ơi, đâu rồi? Phiến, hãy hứa với ta là nàng chung tình suốt kiếp đi, để cho ta tin mà chờ đợi đúng 3 năm. Coi kìa, nàng sợ thái độ của ta. Đừng sợ, đó chỉ là biểu lộ tình yêu cuồng nhiệt của ta thôi. Phu nhân ơi, ta đã sai quá rồi. Phu nhân đưa ta vào trong phòng an nghỉ. Đi, đi phu nhân, đi.
Dạ thưa bà, xin lỗi bà. Kẻ này đường đột leo tường vào đây là để thăm con, xin bà tha thứ. Dạ, tôi đã nhìn được tận mặt của nó rồi. Giờ xin phép bà, tôi đi. Khoan, Kim Tùng chàng ơi. Thôi, tôi xin bà hãy nén đau thương. Ta vì tương lai, vì hạnh phúc của đứa con còn thơ ấu, thì ta phải cam đành hay ngả chia tay. Nhưng đã 8 năm qua, theo lá rụng ven sông, em trông đợi mỏi mòn. Rồi ai xuôi gặp tao cùng đã đến lúc bị kỳ. Dẫu đến một phương xa, tôi vẫn nhớ nơi đây có một người mẹ hiền hòa. Phải hy sinh cả mối tình đầu để cho con sông giữa ngàn găm hoa nhung lùa. Thôi xin bà hãy thu hết kim gan. Dẫu gì con bao khổ đau em cam chịu, nhưng làm sao em chẳng tay đi. Kim Tùng ơi, bao tháng năm chồng chất bên nhau, em không thể xa anh, em không thể xa anh. Mẹ, cha đã bảo mẹ không được cái gần kênh xa phu nghèo khổ, mà mẹ đã ôm chú ấy. Ý Nhi ơi, con đã hiểu lầm rồi. Mẹ đừng chối cãi, con đã thấy cửa vàng. Con ơi, con ấy hiểu cho mẹ mà. Mẹ ơi, sao mẹ vẫn thương con đau khổ. Y Nhi, cha ơi, cha. Y Nhi, Y Nhi, con đừng khóc nữa, nghe mẹ nói nè. Thôi, ông đừng có giả vờ chiều mến, con hết thương ông rồi. Y Nhi, thôi, con không muốn nghe các người nói nữa, cha ơi, cha. Y Nhi, Y Nhi, trời ơi, ai có yêu cho tôi? Tên xa phu với kiều phi yên, con dâm phụ với đứa giang phu. Lữ Thanh Quy, xin chàng đừng nghi kỳ. Im, đừng nói nữa. Tiếp phải đâu là nàng là nạn nhân của cảnh trái ngang, hay chính nàng đã nhận tâm xô con xuống đáy vực, đã dẫm lên nhân nghĩa của ta và đi trên xác chết của kia.
Nàng đâu có biết rằng ta đây đang mang một ân tình. Nhưng vì nàng và còn đứa trẻ thơ của người em thân mến, mà thuở ấu thời đã cùng ta vui đùa nơi Lý Gia Trang. Cho nên ta cương quyết chối từ việc kết hôn với một quận nương hương trời sắc nước. Thì tại sao nàng đáp trả lại cho ta bằng một hành vi phản trắc phụ phàng? Hoa công ơi, tại sao lại bài nhi cạnh trai ngang? Anh sao tôi phải nói cách gì đây để giải bài niềm trắc ân? Thì nàng hãy nói đi, tên Sa Phu đây hèn kia là người tình trong tâm tưởng. Nó là thiên thần có phép màu quyền diệu sẽ đưa nàng đến tận đến vô sơn. Nói đi, nàng hãy nói rằng chính nàng muốn phụ văn mây xám trên ánh sáng tương lai hạnh phúc của con. Muốn cho ốc tim ta bị dày vò đau khổ và linh hồn của Kim Tùng ngậm tuổi nuốt sầu. Nói đi, nàng hãy nói đi, nhưng làm sao dành mỗi tươi thắm kia thốt được nên lời. Trời ơi, đêm nay là cái đêm gì mà chưa tàn cân ác mộng lấy đến điềm chim bao. Lưu Thanh Quy, thưa ngài. Cấm! Tên gian phu đứng yên chờ ta xử tội của ngươi. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ bầm thây ngươi ra muôn mảnh. Ông, tôi sẵn sàng đứng đây chờ chịu chết, chỉ xin ông tha thứ cho người đàn bà vô tội kia. Vô tội à? Gian phu bào chữa cho dâm phụ à? Quân! Thành Quy, chuyện gì mà làm náo động lên vậy? Phụ thân ơi, con khổ lắm phụ thân ơi. Nhưng mà con hãy nghe cha hỏi, và con phải trả lời. Chuyện gì xảy ra tại nơi đây, con hãy bình tĩnh kể rõ đuôi đầu. Thưa phụ thân, đúng là sự thật, phiền phụ con vàng díu với tên này. Phụ thân ơi, con khổ vô cùng. Trước cảnh này phải xử sự ra sao? Như thế cho con vừa dạ. Ngày trước chính cha đã cản ngăn rồi, nhưng con quyết chẳng vâng lời, thì bây giờ gánh chịu chứ biết trách ai. Xin phụ thân hãy cho con một lời khuyên, là con phải làm gì? Phụ thân ơi, con phải làm gì? Con phải làm gì? Theo thông lệ của xứ này, người đàn bà có chồng mà can tội thông dâm thì phải bị thả bè trôi sông cho chim tha họa xé. Đúng, thả bè trôi sông cho chim tha họa xé. Khoan, nếu cần đày đọa một xác thân cho chim tha họa xé thì hãy đày tên Sa Phu, vì chính tôi mới đang nhận lãnh gia hình. Còn phu nhân là một người đàn bà giàu lòng nhân ái, có tội tình chăng là tội xót thương một tên cùng định khốn nạn. Tàn chứng đã rõ ràng, mi còn che đậy cho tình nhân. Dạ không, không, thưa ngài, tôi là kẻ đôi con khác nước. Đã bao ngày áo trắng ấm thân, thì có bao giờ tôi lại nghĩ đến chuyện diễn dâm. Những lãng mạn yêu đương chỉ dành cho những người quyền quý cao sang, nhưng dù kẻ cùng ninh, tôi cũng có quyền nói lên sự thật. Một sự thật phũ phàng, sao cuộc gió biển đổi thay. Thôi hãy cấm đi, đừng nhiều lời biện luận cho thất công. Ngươi đã vào ra nơi chốn tư dinh,
tội đã đáng tội. Quân sĩ đâu? Mau dâng lệnh của ta truyền, hãy đem tin này đi bằng xác cho ta. Đem đi. Tuân lệnh. Trời. Hoàng, phu nhân có ý kiến gì mà cắn ngăn cuộc hành quyết tên tội phạm? Hắn là tên ngu si liều lĩnh, cá chết đối với hắn chẳng ý nghĩa gì. Hãy để cho hắn sống, sống lê lết với những ngày thừa trong ngục tối, để có thời gian ăn năn hối hận về những tội lỗi của hắn đã làm. Ý của phu nhân hay lắm, phải để cho hắn chết lần chết mòn trong ngục tối. Hay lắm. Quân, yeah, đem giam hắn vào tử ngục. Tướng lĩnh. Trời ơi. Ai gọi tên tôi đó? Kim Tùng, cô em là Bạch Tuyết Lan, đánh cắp được thẻ lĩnh của Lữ An Hầu, đến tử ngục để giải thoát cho Kim Tùng đấy. Bạch Tuyết Lan, bà hãy cất thẻ lĩnh và rời khỏi nơi đây. Đi đi. Kim Tùng, chàng đuổi em mà, chàng không thương hại cho một người đàn bà bất hạnh này sao? Bất hạnh? Bà đừng ra vẻ than thân trách phận. Tôi đã bằng lòng với số kiếp của riêng tôi. Tôi với bà là nước chảy bèo trôi, cùng xuôi ngược giữa dòng sông định mệnh. Không, Kim Tùng ơi, em không thể nào yên lòng trong cảnh ngâm nhung nhìn ai sống kiếp lao luôn. Hãy dẹp quán hờn mau kiếp theo em. Không, không. Bạch Tuyết Lan ơi, xin cảm ơn bà đã có giả nhân từ, nhưng tôi còn ham sống làm chi nữa, bởi cuộc đời mình đã mất cả buồn vui. Lý Kim Tùng ơi, em không thể em vui trong cảnh phù phiếm xa hoa, ngửa nghiêng bên chân em nềm ấm, mà để cho người thương phải hứng chịu trăm đắng ngàn cay sau cánh cửa lao tù. Kỷ niệm ngày xưa như một lớp sương mù, chàng bây giờ là một tên tội tù khốn khổ, một cuộc đời bi thảm tối tăm. Ôi cuộc đời ngày nào đẹp tở, dần trăng bóng tan dở giữa mùa chiến chiến. Kim Tùng ơi, dù hết yêu thương xin cũng đừng cay đắng, để cho Tuyết Lan được trút cạn tâm tình. Thẻ lĩnh này giải cứu cho Lý Quân, xin cho em được tỏ chút tình xưa nghĩa cũ. Dù mai đây kẻ chân trời người gốc biển, còn giữ trọn trong lòng kỷ niệm của ngày xanh. Tôi không cần ai thương hại tôi hết. Bà hãy đi đi, bà đi đi. Kim Tùng, vì mạng sống của chàng,
Bà, em giang cha. Bà buông tôi ra đi. Em giang cha. Bà buông tôi ra. Bà đi. Bà đi. Kim Tùng, anh từ chối tình yêu tôi một cách tàn nhẫn. Tôi thù anh. Tôi thù anh. Tôi thù anh. Mở người ta. Cứu tôi. Mở người ta. Cứu tôi. Bà buông tôi ra. Bà làm gì vậy? Bà buông tôi ra. Mở người ta. Bà làm cái gì? Trời ơi. Chuyện gì xảy ra? Phương Quân. Phương Quân. Thật nhục nhã cho thiếp biết chừng nào. Phương Quân biết không? Thiếp vừa tới đây trước Phương Quân có vài khách à. Bởi đêm vắng lạnh lùng mà phòng loan thì quạnh quẽ. Chẳng biết chàng ở đâu, thiếp vội vàng đi tìm kiếm. Và đến tận nơi này thì gặp điều bất trắc nữa. Thì ra phu nhân đi tìm ta, nhưng tại sao lại tới với tên tù? Phu quân, không thấy phu quân ở tại nơi này. Nên sẵn dịp tiếp ra hỏi tội nhân thì bị nó dở thoái bất lương. Nếu phu quân chẳng có mặt kịp thời, chắc thiếp phải đành nát một đời qua. Hay cho tên tử tội, giỏi cho tên tử tội. Mày dám xúc phạm đến phu nhân ta, mày dám coi thường cái chết, ta sẽ cho mày chết quơ. Dạ khoan. Nếu cần sửa trị cuộc đời tội lỗi thì kẻ chủ mưu kia chính là... Là ai? Là bạn cuối chân của đại huynh mới đáng tội biểu đầu. Đã từ lâu đại huynh đem cả kiên họ ra đằng mà sơn phết với son vàng. Nhưng mà vàng son kia chính là nơi mối mọt ăn ruồng. Chúng đừng gặm hết chữ Tam Tùng Tứ Đức. Gỗ nó một rồi sơn phết nữa mà làm chi? Trách huynh sao quá nuông chiều, bắt thang cho vợ nó trèo lên cao. Lỡ rồi thì biết làm sao, cái thân sợ vợ bị miệng đời mỉa mai. Đừng có nói bậy. Tên tuổi của ta lẫy lừng cái xứ sở này mà ta sợ vợ à? Không biết ai cho cái tên khùng đi này vào đây à? Còn bà, ai cho bà vào đây để... Ta là phu nhân của Lữ An Hầu. Tôi là em của Lữ An Hầu, mà em ruột nữa. Còn bà chỉ là hầu thiếp. Tôi muốn nói bà là... Đồ điên à, điên mà nói đúng, điên mà nghe thẳng thật thà. Bà là... Phu quân. Wow. Tổng cổ Lữ Đạt ở ngoài cho ta. Tôi nói bà là... Bịt miệng đó, lôi đi. Thôi phu nhân hãy về phòng yên nghỉ, gọi Thanh Quy đến đây để cùng ta xử tội tên này. Dạ. Tên Sa Phu Đê Tiện, mi có thấy tội lỗi của mi chưa? Chỉ vì mi mà con ta đau khổ, chỉ vì mi mà dòng họ Lữ mang tiếng xấu xa, chỉ vì mi mà Lữ gia trang giờ đây u buồn ảm đạm, tất cả cũng vì mi. Phụ thân Lữ Thanh Quy, cha gọi con đến đây để giao cho con trọn quyền xử tội kẻ loạn dâm đê tiện. Cha đi. Lại cũng tên Sa Phu, một tên đạo tặc. Ông đã lầm, tôi là kẻ kéo xe, nhưng không phải là tên đạo tặc như ông đánh giá. Thôi, hỡi tên Sa Phu, mi chớ nên ngạo mạn. Vợ chồng người ta đang yên vui, mi nên kính trọng là hơn. Đã chẳng biết thân, mi lại toan vợ đò chiếm đoạt. Tội của mi đã quả tang, đừng lên tiếng kêu oan. Không, ông đã là kẻ chiếm đoạt người yêu, kẻ làm phân vợ rẻ chồng, kẻ ấy không phải là tôi.
Thôi, đừng chối quanh một kẻ gian dâm đạo tặc. Quân, yeah. Dân lệnh của ta, đài nó đã tận đảo quang, dẫn đi. Tuân lệnh. Phu nhân lại hỏi đến kẻ gian phu à? Nàng hãy nhỏ lệ sầu thương, khóc cho tình xa phu trở về với cát bụi. Nếu tôi phải nhỏ lệ đau thương, khóc tình xa phu trở về với cát bụi, thì dòng lệ xót đau sẽ âm thầm rơi trên mộ Lý Kim Tùng. Hả? Tên Sa Phu là Lý Kim Tùng à? Nhưng cả hai tên nằm trong một số kiếp não ngùng. Vì thương vợ thương con nên chàng bằng lòng với số kiếp ngựa trâu. Trời ơi, thời quanh liệt còn đâu với cái tên Sa Phu đói nghèo xa. Với con thơ trong nước mắt Phi Yến, nàng đang mơ hay tỉnh? Hay hình ảnh Lý Kim Tùng đang làm náo loạn trong tim em? Em hãy để người chết nằm yên trong lòng đất. Khi hình hài kia vẫn còn lây lất với tháng rộng dài, còn biết làm gì hơn trước bao số phận đã an bài. Nên chàng đang thở dài trong bóng tối, lặng nhìn rồi mỗi khi chiều tà buông xe, chàng thẫn thờ nhìn lá rụng ven sông. Mới nào mề chua xót cho cánh đời tan hộp như phù Hoàng ơi, ta rối rắm lắm rồi. Em phải giúp ta mới được. Phu nhân, có chuyện gì rắc rối, nếu giúp được thì em sẵn sàng, chẳng ngại bất cứ điều gì. Lý Kim Tùng đã bị đài sa quan đảo. Lý Kim Tùng nào? Là tên Sa Phu mà em tìm hôm trước đó. Vậy sao? Lý Kim Tùng mà đi kéo xe? Đó là hoàn cảnh riêng. Điều quan trọng là làm sao để cứu Lý Kim Tùng. Đã bị đài thì làm sao cứu được hả phu nhân? Nhưng thuyền chưa rời bến. Em có thể giúp ta được không? Em phải làm gì bây giờ? Đi tìm Lữ Đạt cho ta. Em có biết Lữ Đạt ở đâu không? Dạ, chú ấy thường lui tới quán trúc. À, thôi được rồi, để em đến đó tìm. Nè, em phải nói cho khéo léo.
gì Lữ Đạt rất ghét ta. Phu nhân yên tâm, em đi đây. Tôi với bà này kỵ nhau mà gặp mặt hoài, bực mình quá tôi nên. Kìa, chú Lữ Đạt, chú Lữ Đạt. Phu nhân gọi thằng điên này à? Chú Lữ Đạt, chú còn giận tôi sao? Giận gì? Tôi là thằng điên, đâu có quyền oán hận kẻ nào. Xin phép bà tôi đi, hẹn dịp khác ta sẽ gặp nhau. Chú dừng vậy là, nghe tôi nói nè, có chuyện này quan trọng lắm. Tôi là đứa điên khùng, làm mà sao dám luận bàn với phu nhân. Xin chú đừng dằn dài, tôi biết rồi tất cả lỗi lầm. Tôi đi tìm khắp nơi nhưng không biết chú ở nơi đâu. Không ngờ may mắn gặp chú. Muốn gì bà cứ nói thẳng, tôi phải đi liền vì không có thời giờ rảnh rang. Chú, gì? Tôi nhờ chú giúp tôi giải cứu Lý Kim Tùng. Hả? Giải cứu Lý Kim Tùng? Bà nói thiệt hay nói giỡn ạ? Không, tôi nói thật. Nói thật? Tôi nhớ chính bà là kẻ đã hãm hại người ta, sao bây giờ bà lại đòi cứu? À ha, ha, thôi tôi hiểu rồi. Định văn bẫy gì nữa đây phải không? Chú Lữ Đạt ơi, Tôi ân hận lắm rồi. Bất cứ giá nào cũng phải cứu cho được Lý Kim Tùng, để chuộc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Chú, xin chú hãy giúp tôi mà. Bà nhờ người khác đi, chứ ông nội tôi cũng không cứu nổi Lý Kim Tùng nữa. Nếu chú đồng ý giúp, tôi có cách. À, có cách à? Tưởng làm gì bậy bạ thì tôi từ chối, chứ làm việc phải thì thằng này lúc nào cũng sẵn sàng. Cảm ơn chú nhiều lắm. Đây, thẻ lệnh của Lữ An Hầu. Chú hãy mang đến bến thuyền giải thoát cho Kim Tùng. Mau đi chú. Thẻ lệnh à? Có cái này thì chắc ăn. Phu nhân, tôi không ngờ phu nhân lại đổi thay nhanh như vậy. Xin tha lỗi cho tôi nhé. Thời giờ cấp bách lắm rồi chú. Chú hãy nhanh chân ngay, kẻo không còn kịp nữa. Cảm ơn nhiều lắm. Trăm sự trông cậy vào chú. Tôi đi. Cứu được Lý Kim Tùng là ta mãn nguyện lắm rồi. Dù có chết, ta cũng cam lòng. Nhân đã lấy thẻ lệnh của ta. Phải. Thẻ lệnh đâu? Đưa đây. Tôi đã trao nó cho Lữ Đạt. Giao nó cho Lữ Đạt để làm gì? Để giải cứu cho Lý Kim Tùng. Đừng đùa giỡn. Lý Kim Tùng đã chết rồi. Không, Lý Kim Tùng vẫn còn sống. Nó đâu? Nó đâu? Lý Kim Tùng chính là tên Sa Phu đã bị ông bắt đài Sa Quan Đạo. Tuyệt Lan, tại sao nàng làm thế? Tại sao nàng cứu nó? Vì Tôi yêu Lý Kim Tùng. Cái gì? Nàng, nàng yêu Lý Kim Tùng? Không, không, ta không muốn chính miệng nàng nói ra câu đó. Không. Nhưng tôi yêu Lý Kim Tùng. Đừng nói. Tôi yêu Lý Kim Tùng. Không. Tôi yêu Lý Kim Tùng. Không. Không. Ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe. Lý Kim Tùng. Không bà, đừng nói. Đừng nói. Tôi. Đừng. Ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe. Hả? Phu nhân, ta không muốn nàng nói mà. Trời. À.
Phu nhân, phu nhân. Thế nào? Có tìm ra tông tích của hắn không? Bẩm thượng quan, chúng con đã lục soát khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm ra được tên Lý Kim Tùng. Còn Lữ Đạt? Dạ cũng chưa tìm thấy. Chưa tìm thấy? Chưa tìm thấy? Chúng mày là đồ vô dụng. Hãy đóng chặt ngay các cổng thành, đừng để cho Lý Kim Tùng trốn thoát. Tướng lĩnh! Lý Kim Tùng là một tên nguy hiểm, đã được Lữ Đạt cứu thoát bằng thẻ lĩnh của ta. Phải rồi, ta đem Ý Nhi làm mồi mang ra nhử Lý Kim Tùng. Vì thương con, ắt nó mò tới đây nạp mạng. Quân sĩ! Đêm nay khóa chặt các dinh đường, trực sẵn cung tên. Có kẻ nào lén vào là xả tiễn nghe chưa? Quân sĩ! Đêm nay sao cổng thành lại quá chặt? Có ai không? Có ai không? Trời ơi! Làm sao ta vào được trong dinh để tìm kiếm Ý Nhi? Sương lạnh khi cổng rào khép kín. Kiều Phi Yến, con tôi đâu? Ý Nhi đâu? Trời, Lý Kim Tùng, chẳng trụ gì đây bằng xương bằng thịt, hay bằng quan hờn đến chết vẫn chưa tan. Bà ơi, tôi trở về đây không thở không than không hờn không. Mà bà tưởng đâu tôi mang một xác thân đã tiêu tan xương cốt dưới quang mò. Chẳng cuộc sống có phải cảnh sống còn của tôi tạo cho bà vợ khóc vợ cười, nên thẹn thùng dâng lên khóe mắt bỡ ngỡ làm nghiêng ngửa dành môi. Bà nhớ là bà đã nói gì với tôi chăng? Bà nói dù đã sang thuyền khác nhưng chưa ôm cầm đã dồi lên dây. Thế mà sau khi vui mấy bậc cung thương, bà đã đập nát đàn xưa thành giảng mạnh.
sao em quên được bạn tình ca buổi nào ta đã. Vậy nếu bạn không nhắc chắc tôi không còn nhớ ngày nào ta đã hát bên nhau. Anh ơi nhớ chăng ngày ấy đôi ta yêu nhau đã rụng bên cầu. Nhớ mãi duyên ban đầu, nhưng duyên đầu ai kia chẳng nhớ. Chớ còn riêng tôi thì nuốt tôi ôm sầu. Tôi cũng nén lòng giữ trọn một điệu hát cho bà ru con trẻ. Dù đôi ta ăn cùng say phim lỗi ban tình. Thế mà con tôi đâu? Con tôi đâu? Sao bà không ru để đưa con vào giấc ngủ? Mà bà học đòi chi đám thương nữ trên bên tầng hoài để hát khúc hậu đình hoa. Lý Kim Tùng, xin chàng hãy thấu hiểu cho em. Thôi thôi thôi, thôi. Bà khỏi phải biện minh. Lòng dạ của bà tôi đã hiểu rõ rồi. Giờ tôi muốn biết Ý Nhi, con gái của tôi hiện giờ nó ở đâu? Ở đâu chứ? Ý Nhi đã bị Lữ An Hầu bắt giữ. Hả? Không biết con ta sống chết ra sao. Trời ơi, Lữ An Hầu đã bắt giữ Ý Nhi. Hắn muốn ta xúc động nỗi duyên. Thà là ta chết chứ không để cho con ta chết. Ý Nhi, Ý Nhi con tôi đâu? Tôi phải cứu con tôi. Tôi phải cứu con tôi. Không, Kim Tùng, xin chàng đừng liều lĩnh. Bà giang ra, bà giang ra. Bà không xứng đáng làm vợ Kim Tùng. Bà không xứng đáng làm mẹ của Ý Nhi. Bà giang ra, giang ra. Không, không, Kim Tùng ơi, kẻ phản bội đang cúi đầu nhân tôi. Nhường cho vầng trăng soi sáng trái tim của người thiếu phụ đang ôm ấp môi. Chỉ có tôi là đáng sỉ nhục muôn đời. Đứng trước mặt người chồng đau khổ và trước một thiếu phụ nghẹn ngào lặng tiếng. Kim Tùng về đây duyên xưa đã nát nhưng tình nàng vẫn còn sâu sắc trong tim. Sang ngang đàn đổi người cầm, trước sau vẫn giữ một cung âm chung tình. Lữ Thanh Huy, tôi chỉ cần bắt lại Ý Nhi chứ không cần mối tình xưa cũ. Ý Nhi đâu? Hay là anh đã âm mưu sát hại con tôi rồi? Con tôi đâu? Ý Nhi đâu? Sát hại Ý Nhi? Không. Dầu không thể đè nén khát vọng yêu đương khi được tin Kim Tùng vùi thấy ngoài sương tuyết. Nếu tôi phủ bỏ lời gửi gắm của kẻ ra đi, lỗi nghĩa huynh đệ sai tình thủ túc, thì đối với Ý Nhi tôi cũng còn tình cốt nhục. Tôi đã thay Kim Tùng và coi nó như con. Tôi đã hết dạ từng tiêu săn sóc Ý Nhi từ miếng ăn giấc ngủ. Tâm nằm bên nhau với bao yêu thương triều mến, thì có lý đâu tôi đang tay hạ sát. Nhưng nó đâu rồi? Nói cho ta biết. Con ta đâu? Phiền, Ý Nhi đâu? Cha anh đang bắt giữ. Hả? Cha tôi bắt Ý Nhi à? Ta phải đi tìm cô Ý Nhi. Nhưng cổng dinh đã đóng kín. Thôi được, các người ở đây chờ ta. Ta sẽ đi bằng con đường ngầm bí mật vào dinh tìm Ý Nhi. Phiền, liệu Lữ Thanh Quy có trở lại không? Hay đây là mưu kế của lũ ác gian? Tiếp cũng không biết được. Nhưng Lữ Thanh Quy cũng chưa phải là một kẻ xấu xa.
tuy là con của Lữ An Hầu, nhưng hai người không cùng chung chí hướng. Và Lữ Thanh Quy, tưởng chàng đã chết từ lâu. Có thật vậy không? Dạ, 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 dạ. Y Nhi con. Mẹ. Y Nhi, đến đây với cha. Không, ông đừng làm cô sợ. Cha ơi, cha hãy đuổi ông này đi đi. Đừng cho ông ấy ở đây. Y Nhi, chú Sa Phu chính là cha ruột của con đó. Cha là cha của con đây. Đến với cha đi Y Nhi. Mẹ, có phải vậy không mẹ? Cha ruột của con đó. Y Nhi ơi, hãy đến với cha ruột của con đi. Còn cha chỉ là cha nuôi của con thôi. Cha. Con. Con. Cha. Con. Hôm nay gia đình đoàn tụ. Thôi, các người hãy rời khỏi nơi đây, đến phương trời xa mà xây lâu đài hạnh phúc. Nhưng cổng thành đã đóng chặt. Không sao, Kim Tùng, hãy thay áo choàng này của ta. Và cầm thanh kiếm lệnh này, ắt đám quân canh và linh hộ thành không làm khó dễ. Nhanh lên, nhanh lên, kẻo không còn kịp nữa. Đi đi, trời đã sắp sáng rồi. Cha, cha có đi với con không? Không, cha phải ở lại để lo đoạn hậu. Ơn đức của Lữ huynh biết bao giờ đền đáp được. Đừng nói nữa tiếng nghĩa ân. Các người đoàn tụ là ta mãn nguyện rồi. Chúc trọn đời hạnh phúc và thành công trên con đường lý tưởng mà Kim Tùng đã chọn. Còn Lữ huynh, tôi sẽ tiếp bước theo sau. Thôi, đi nhanh kẻo trễ. Hẹn gặp nhau ngày đất nước Thái Hòa. Dạ biệt Lữ. Khoan, xin Kim Tùng, Phi Yến, Ý Nhi hãy hát cho xong nửa bản tình ca còn dang dở. Xin cáo biệt Lữ huynh. Dạ biệt Lữ huynh. Cô cha, con đi. Con. Lý Kim Tùng đâu? Mày phải chết, Lý Kim Tùng. Đó, mày xem đây. Chết. Lý Kim Tùng, đáng đời mày chưa? Phụ thân! Mày phải chết. Wow!